Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Ở trận đấu tiếp theo chúng ta đó là trận đấu giữa Philippines và Singapore. Philippines đã tuyên bố rằng họ đến với giải đấu này để hướng đến ngôi vô địch và đó là điều không phải không có cơ sở. Cho đến thời điểm này thì có thể khẳng định rằng Philippines là đội bóng có bước tiến vượt bậc nhất Đông Nam Á khi sở hữu khá nhiều những cầu thủ nhập tịch. Bên cạnh đó là sự hiện diện của cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh Steve Goran Eriksson đã khiến đội bóng này trở thành ngựa ô của giải đấu năm nay. Còn với Singapore, chiến thắng 1-0 trước Indonesia ở trận mở màn là kết quả tốt để họ sẽ hướng tới một trận đấu chặt chẽ trên sân khách. Bây giờ sẽ là những cái tên đáng chú ý ở trận đấu sắp tới. Đây là những ngôi sao của hai đội tuyển. Chúng ta có thể nhìn thấy bên phía đội tuyển Philippines đó là Scrub, 32 tuổi, khoác áo đội tuyển quốc gia 25 lần và đã từng ghi 4 bàn thắng. Trong khi đó bên phía đội khách đó là Harun, 27 tuổi, khoác áo đội tuyển quốc gia 29 lần, ghi được 2 bàn và tại giải đấu năm nay thì anh cũng đã ghi được 1 bàn thắng. Bây giờ sẽ là tỷ lệ của trận đấu sắp tới. Tỷ lệ của chúng tôi mới cập nhật là Philippines trên sân nhà sẽ chấp Indonesia 1/2 trái. Ở thành tích những lần chạm trán trong khoảng 10 năm trở lại đây cũng tương đối cân bằng. 8 trận đối đầu trên mọi sân chơi thì Singapore có 3 chiến thắng, trong khi đó là Philippines là con số 2. Và lựa chọn Singapore ở trận này bởi vì tỷ lệ chấp là khá cao thì theo tôi cũng nên lựa chọn Singapore ở trận đấu này. Bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu. Tỷ lệ tài xỉu của chúng ta đến lúc này là 2/1/2. Khó có thể kỳ vọng vào một cơn mưa bàn thắng ở trận đấu này. Singapore đã có 3 điểm và họ chắc chắn sẽ chơi phòng ngự sở trường. Và đây là trận đấu có thể nói là chặt chẽ và tôi cũng xin đưa ra một cái dự đoán về kết quả đó là hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số 1 đều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.